Vâng, Thuyền Vũ xin được gửi chào tới tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp nhau trong cái khung giờ 8 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh sóng của ITP. Thì hàng ngày thì Thủy Vũ cùng mấy anh chị sẽ cùng nhau dạo qua thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như có ý định hướng trong cái phiên giao dịch tiếp theo, phiên giao dịch ngày 19 tháng 7. Thì tối nay thì mình cũng có một chút việc bận vì vậy mà mình sẽ không cùng anh chị mà livestream trả lời trực tiếp các câu hỏi của anh chị được. Tuy nhiên thì mình sẽ làm một cái bản tin ngắn để mà các anh chị có thể là có những cái định hướng trong cái phiên giao dịch tiếp theo Và có những cái nhận định trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay Thì đây không phải là một cái phiên livestream stream trở lại trực tiếp các anh chị nhé Thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những gì mà diễn ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay Và có những cái định hướng trong cái phiên giao dịch ngày mai của anh chị Thì đầu tiên về thị trường của chúng ta thì hôm nay là một cái phiên mà thị trường của chúng ta giao dịch ở Quanh cái mức giá tham chiếu À, có những cái thời điểm thì thị trường ta có những cái lực giảm lên đến à, 2-3 điểm thôi Và sau đó thì cuối phiên thì vẫn được kéo lên Còn hôm nay thì thị trường ta à, tích cực bởi cái nhóm ngành à, liên quan đến ngân hàng các bạn nhé Hôm nay là một cái phiên mà ngân hàng tiếp tục mà giữ cho thị trường ta có một cái nhịp xanh rất là đẹp Rất là, à, là là ổn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay Khi mà những cái cổ phiếu mà lâu nay không tăng Ví dụ tiên phong banh thì hôm nay tăng 3,8% PP Bank là cái cổ phiếu mà nó tăng hai ngày liên tiếp sau một cái thông tin liên quan đến bán vốn. SHB hôm nay tiếp tục tăng 3,3% với lại cái thông tin liên quan đến cái việc được lọt vào cái rổ chỉ số VN30 thì đây vẫn là những cổ phiếu mà khá là ổn dành cho quý anh chị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ. À, cùng với đó là những cái cổ phiếu khác tiếp tục tăng thì các bạn nhìn thấy Bank hôm nay tăng tương đối là ổn đúng không? Khi mà Bank tăng như này thì thị trường ta dù có 272 mã đỏ thì thị trường của chúng ta vẫn giữ được cái sắc xanh và VN30 vẫn giữ được cái sắc xanh dù là chỉ có 10 mã tăng và hôm nay chúng ta nhìn VN30 chúng ta có thể thấy được là đóng góp cho cái chỉ số tăng thì nó có đến 5 cái mã đầu tiên liên quan đến cổ phiếu banh cùng với cổ phiếu bao lâu lắm rồi bây giờ mới tăng còn lại thì những cái cổ phiếu mà 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 Uh, kéo giảm chỉ số thì liên quan đến các cái cổ phiếu thuộc họ nhà Vinvic khi mà hôm qua thì nó tăng hôm nay thì nó điều chỉnh lại thì đây không phải là cái dấu hiệu quá là xấu đây là cái uh, thị trường của chúng ta còn uh, các cái nhóm cổ phiếu khác thì nó có những cái sự phân hóa nhất định thì hôm nay thì mình đánh giá là cái nhóm mà xấu nhất Xấu nhất của chúng ta thì liên quan đến cái nhóm thép khi mà chúng ta nhìn thấy đây là những cái nhóm mà nó có một cái mức độ giảm điểm tương đối là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay cộng với đó là một cái thanh khoản mà nó hơn trung bình 20 phiên thì chúng ta cũng biết là trong cái cuối tuần vừa rồi thì cái báo cáo tài chính của công ty gang thép Thái Nguyên thì nó thể hiện một cái sự yếu cái, cái cái nhóm ngành thép nhé còn hiện tại thì chúng ta có thể thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm thép cũng đang thể hiện một cái sức không được quá là khỏe so với thị trường khi mà chúng ta nhìn thấy thị trường ta tăng nhưng mà nhóm thép thì có những cổ phiếu vẫn tiếp tục mà giảm ví dụ SMC hoa sen nam kim là những cái cổ phiếu mà giảm suy soát hai thì với góc nhìn của mình thì có khả năng là cái kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm thép thì đang là một cái dấu hỏi trong 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 bản thân mình ấy. trong bản thân mình thì hôm nay đang là một cái dấu hỏi liên quan đến cái việc mà nhóm thép liệu nó có được cái kỳ vọng giống như là trong mấy tháng mấy, mấy, mấy tháng vừa rồi chúng ta kỳ vọng hay không đây sẽ là một cái câu hỏi nếu mà cái nhóm này mà kết quả kinh doanh mà nó kém hơn so với dự báo thì khả năng là sẽ có một cái nhịp điều chỉnh dành cho cái nhóm này thì hôm nay sẽ là mới phiên mà chúng ta sẽ đặt một cái dấu hỏi dành cho nhóm này khi mà cuối phiên này thị trường ta có hồi lên nhưng mà nhóm này thì cũng không thể hồi lên được à, chúng ta có thể nhìn thấy một vài những cổ phiếu hoa sen à, các bạn có thể nhìn thấy hôm nay thì trung bình hơn trung bình 20 phiên này thì chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi. À, đây chưa phải là một cái điểm mà chúng ta cần phải thoát các bạn nhé. Đây chưa phải là cái điểm mà chúng ta cần phải thoát. Ví dụ như như anh em ở trong team mình đấy chẳng ạ thì hiện tại thì vẫn đang giữ những cổ phiếu các bạn nhé. Ví dụ đây là những cổ phiếu thép mà bọn mình vẫn đang giữ. Đây là những cổ phiếu vẫn đang gồng lãi. Nó chưa vi phạm cái gì thì mình chưa chưa có vấn đề gì. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ là đặt một câu hỏi thôi. Tại vì hôm nay thị trường ta ta uh, chỉ là một cái phiên mà gọi là xanh vỏ đỏ long ấy. Nhưng mà có nhất định là phải giảm mạnh như thế không? Đây là cái hỏi chúng ta dành cho nhóm thép trong phiên giao dịch hôm nay. Thì những cái cổ phiếu ví dụ như là Lam Kim thì bây giờ vẫn đang một cái nhịp gồng lãi tầm khoảng 18%. Hoa Sen thì dù là mua cũng không cách nhau quá nhiều nhưng mà hiện tại chỉ có lãi tầm khoảng 8% thôi. Và nếu như mà trong những cái nhịp này mà Hoa Sen thủng cái vùng giá 17, cứ đóng cửa dưới vùng giá 17 thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải có những cái biện pháp mà bán hàng ra hay là Lam, Lam Kim thế thôi thì đây chưa phải là những cái vùng mà chúng ta cần phải lo lắng nhưng mà cái phiên giao dịch ngày mai này chúng ta cần phải hơi chú ý một cái nhóm ngành thép này nghĩa là chúng ta đang cầm cổ phiếu chúng ta phải chú ý lại còn nếu như mà một cái diễn biến bình thường một cái diễn biến thông thường thì thì ví dụ như hoa sen này nó cần phải có một cái nhịp rút chân lên sớm để nó 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 thể hiện được cái sức mạnh của nó trong một hai phiên tới thì đây chưa phải là một cái vùng mà chúng ta quá phải là, là lo lắng nhưng mà chúng ta nên chú ý lại kể cả các bạn đang gồng lại chúng ta phải chú ý lại vì khi mà nó nó mất cái vùng giá 17 này nó xóa cái cây breakout này đi thì khả năng nó sẽ trở lại cái vùng giá nền dưới này, ở cái vùng giá quanh cái vùng giá 16. Đấy, đấy là về cái nhóm thép chúng ta phải để ý trong cái nhịp rung lắc tiếp theo của thị trường. Thì uh, đấy là cái 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 nhóm mà chúng ta phải chú ý nhé. Rồi. Hôm nay thì uh, nói về nhóm khác thì các bạn có thể thấy có những cái sự phân hóa nhất định thì như cái tiêu đề mình có nói thì giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn mà không dành cho số đông tức là trong một cái nhóm ngành ấy, thì nó sẽ có những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện hoặc là có cái gì đó để kệ ví dụ kết quả kinh doanh hoặc cái gì đó thì nó sẽ dồn dòng tiền vào cái cái nhóm đấy chứ còn khi mà thị trường của chúng ta các bạn biết là thị trường ta đã tăng 11 trên 12 phiên nay rồi dù là cái biên độ tăng nó không hề lớn tức là nó chỉ nhích nhích thôi nhưng mà nó đã tăng từ tăng 11 trên 12 phiên rồi thì, thì nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta đang cầm tiền chúng ta muốn giải ngân thì rất là khó dành cho chúng ta bởi vì thị trường ta hoàn toàn có thể là có những nhịp chỉnh ngắn hạn rất bất ngờ rất là bất ngờ trong cái giai đoạn này và đặc biệt trong cái tuần đáo hạn phái sinh này thì chúng ta sẽ vẫn có những kịch bản ví dụ như trước đảo hạn phái sinh chúng ta vẫn có những nhịp kéo tăng nhưng mà cái nhịp kéo tăng này mình đánh giá không dành cho số đông bởi vì có kéo thì nó cũng giống theo phiên giao dịch ngày hôm nay thôi nó sẽ tập trung vào một cái nhóm ví dụ nhóm banh này chẳng hạn mình nói thật nhóm banh là các bạn hoàn toàn có thể là kỳ vọng là chỉ cần uh, 40% cổ phiếu banh tăng là nó hoàn toàn có thể kéo thị trường lên cùng với lại một vài những cổ phiếu trong viên 30 nhưng mà những cái cổ phiếu mà chúng ta ví dụ như chúng ta mid cap hay là những, những cái cổ phiếu mà nhóm ngành khác ấy, thì nó sẽ khó khăn trong cái nhịp này các bạn nhé nên là để mà nói về giao dịch trong cái giai đoạn này thì cái tiêu đề mình có nói là nó sẽ không dành cho số đông đâu chúng ta cần phải chú ý là chúng ta xem ví dụ như là một cổ phiếu một cổ phiếu mà thị trường tăng như này nhưng mà nó cứ lình xình nó đi ngang thì chúng ta lên đặt cái cổ phiếu đấy vào cái diện mà tỷ trọng cao là cần phải thanh lý cần phải thanh lý bớt Vấn đề tiếp theo chúng ta cần chú ý đó là cái việc mà như vừa rồi mình có nói thì hiện tại VN index của chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn đó là gì? Đó là đây các bạn có thể đếm từ từ phiên này trở đi đó là tầm khoảng 11 phiên tăng trên 12 phiên, có mỗi phiên giảm thôi và cái vùng hỗ trợ ở trong trung hạn các bạn nhé là cái vùng giá 1.150 à, thị trường của chúng ta thì nếu mà có chỉnh về đến vùng này thì nó chỉ là một cái nhịp chỉnh ngắn hạn thôi, một cái chỉnh rất là bình thường thôi và cái việc mà chúng ta mua ở trong giai đoạn này thì đó là cái việc mà thụy bù đánh giá là nó nó khó nó khó bởi vì nó không dành cho quá nhiều cổ phiếu không dành cho quá nhiều cổ phiếu cái giai đoạn này thì mình chia sẻ với các bạn đó là cái việc mà chúng ta sẽ gồng những cái cổ phiếu mà tốt của chúng ta trong danh mục à, ví dụ như những cái cổ phiếu liên quan đến banh thì mình đánh giá là vẫn khá là ổn nó thị trường của chúng ta trong cái tuần đáo hạn phái sinh này có kéo kéo điểm để chốt lời thì cũng sẽ là dùng cái nhóm đấy thôi nó sẽ thay phiên nhau ví dụ ngày mai có thể là Vietcombank hay có thể là thẻ bit hoặc là thậm chí là CTG ACB nó chỉ cần dùng tầm khoảng 30 thôi hoặc là những cái cổ phiếu mà 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 trọng số lớn nữa ví dụ hoặc là Masan này chẳng hạn à. Masan thì đã chỉnh phiên này phiên thứ ba thì nó hoàn toàn có thể là sẽ dùng những cổ phiếu này kéo lên hoặc là thậm chí MVKG thế thôi đây là những cổ phiếu mà nó đã điều chỉnh sớm rồi điều chỉnh sớm rồi thì nếu mà thị trường cần thì nó sẽ dùng những cổ phiếu này để kéo lên còn đâu thì trong cái giai đoạn này thì mid cap hay là small cap sẽ khá là khó các bạn khá là khó để có những cái nhịp dùng để có những nhịp mà tăng mạnh nó là chỉ tập trung vào một cái 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 nhóm nhỏ thôi bởi vì dòng tiền các bạn nhìn thấy là trong tuần đã hạn phái sinh này thì nó cũng không phải là quá dồi dào chỉ là một cái lượng tiền đấy thì bây giờ thì muốn kéo cái những cái cổ phiếu lớn để lấy điểm ấy, thì nó phải dùng một cái lượng tiền lớn đấy thì những cái nhóm kia thì nó sẽ phải gạt sang một bên như là Đấy là những gì mà chúng ta phân tích với nhau Mua thì khó các bạn nhé Đặc biệt là mid hay là small Mua thì khó Nhưng mà giữ thì lại dễ Giữ thì lại dễ Đó. Còn bây giờ mà chúng ta Ví dụ chúng ta có 100% Chúng ta chốt lời 30% rồi Thì các bạn nên nên ngồi yên Nên ngồi yên các bạn nhé 70% thì các bạn cứ gồng đi Còn ở đâu thì chúng ta nên ngồi yên Nên ngồi yên đợi những cái Ví dụ như hết tuần này Cuối tuần này còn là như mình có chia sẻ với bạn cái giờ thời điểm mà key point của chúng ta trong cái tuần này đó là phiên giao dịch ngày mai cộng trừ một phiên thì chúng ta chú ý là cái những cái phiên đấy sẽ là những cái phiên mà biến động nó sẽ mạnh còn trong phiên giao dịch ngày mai thì mình chia sẻ rồi thì giữ thì dễ giữ thì dễ giữ thì rất là dễ bởi vì các bạn đã gồng thì các bạn dùng mắc một hai thì nó đơn giản thôi còn nếu mà chúng ta mua thì nó sẽ khó mua thì khá là khó các bạn ấy. bây giờ các bạn vào các bạn đuổi ví dụ hôm nay rất nhiều bạn hỏi về bất động sản thì mình cũng chịu chết thôi chịu chết thôi hay là những cái bạn mà hỏi về về những cái cổ phiếu mà nó đã tăng ba bốn phiên gần đây nhất thì khó lắm đây, chúng ta ví dụ trong cái nhịp này rất nhiều người hỏi về m đây thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta phải quan sát lại này cái vùng đẹp của chúng ta là cái vùng giá tầm khoảng 46.3 46.5 đây là cái vùng giá đẹp nhưng mà với mình thì chúng ta tầm khoảng 47 chúng ta mua được ví dụ phiên ngày mai có rung lắc ngày kia có rung lắc thì bạn mua được hoặc là các bạn nào đang cầm cầm hàng ấy thì các bạn hãy thoải mái ra đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể là bổ sung thêm vị thế kể cả các bạn đang đu ở bên trên đỉnh còn là với team của mình thì đang ở cái vùng giá 44 này thì mình cũng đang săn lại những cổ phiếu kiểu kiểu như này à, kiểu kiểu như này đây ba phiên đầu tiên thì tăng này thì nhiều người hỏi nhưng mà đến những cái phiên này thì chả thấy ai hỏi Đấy, phải. phải phải canh được những nhịp điều chỉnh như này còn đua xanh thì ai chả đua được các bạn đua xanh thì 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 ai cũng làm được ạ. Bởi vì sao nó dễ mà, nó cái tâm lý của mình khi mà xanh thì mình rất là hào hứng nên là mình quyết định rất là nhanh. Nhưng mà đến cái lúc đỏ này là chúng ta phải phải đấu tranh rất là nhiều. Còn mà khi mà chúng ta đã quen rồi thì nó sẽ khác. Thì những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát những cổ này, phiếu này. Còn à, các bạn chú ý là kể cả kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm bán lẻ ra nó xấu thì nó là đã 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 là cái điều mà người ta kỳ vọng rồi. Người ta kỳ vọng là là quý 2 sẽ là cái quý xấu nhất của nó. đấy nên là nếu mà có vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh ra thì các bạn cũng đừng quá hoảng loạn nhé ok đấy là về các cái cổ phiếu và cũng như các cái thị trường của chúng ta trong 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 cái giai đoạn sắp tới các bạn chú ý thì vẫn câu nói của mình thôi mua thì nó khó nhưng mà giữ thì nó không khó và nếu mà các bạn đã tốt lời được ví dụ 20 30 phần trăm tỷ trọng cổ phiếu giảm về cầm tiền mặt rồi thì chúng ta chú ý là chúng ta nên 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 nên, nên, nên giữ giữ tiền không phải cố gắng mà phải giải ngân làm gì cả, bạn chú ý và cái, cái nhóm mà chúng ta chú ý bắt đầu ngày hôm nay là nhóm thép để xem là nó, nó là một cái nhịp vận động bình thường hay không hay là là một cái nhịp mà nó phản ánh cái kết quả kinh doanh quý hai nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm qua các cái nhóm ngành để cho chúng ta có những cái góc nhìn mà nó 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 rộng hơn. Một vài các bạn nào mà đang xem thì các bạn cũng 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 có những cái cổ phiếu ở đây thì chúng ta cũng giải đoán thắc mắc luôn. Còn là anh chị đang xem nha, mỗi người dành cho thủy Vũ một like. thì đây không phải là một cái phi một cái buổi live stream mà là một cái video thôi nên là anh chị nào xem thì mọi người cho thủy Vũ một like hoặc là các anh chị có thể comment ở cái phần bên dưới ấy, cho thủy Vũ một vài trái tim ở cái phần comment nhé. Anh chị nào có xem sau thì chúng ta cho thủy Vũ một cái comment để ủng hộ tinh thần cho anh em tiếp tục có những cái bản tin dành cho quý anh chị nhà đầu tư nó càng chất lượng hơn và anh chị nào mà thấy những cái chia sẻ mà nó có ích cho quý anh chị trong cái quá trình đầu tư đầu tư ấy, thì mọi người mời thủy vũ một ly cà phê thì cái tài khoản việt tin banh thì mình có để trên góc trên của màn hình ok anh chị nào mà muốn chuyển tài khoản về cái id của thủy vũ thì các bạn nhớ cái id 5538 nhé chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau ở trong phiên thì cái quan điểm của mình thì nó vẫn cứ xuyên suốt từ đầu tuần thôi cái key, cái cái tham minh của chúng ta là cái phiên thứ tư thì mình vẫn cứ để cộng trừ một phiên bởi vì sao các bạn có thể nhìn thấy tại sao mình lại chọn cái phiên thứ tư? toàn bộ nó, nó diễn ra trên ichi đấy các bạn nhé. bởi vì ngày mai thì cái xung lực của thị trường của chúng ta thì nó vẫn còn tồn tại nhé, vẫn còn tồn tại cái phiên thứ tư nên là mình sẽ đặt cái điểm thứ tư. tuy nhiên thì sẽ cộng trừ một phiên bởi vì nhiều khi thì thị trường chúng ta sẽ diễn ra chậm hơn hoặc là nhanh hơn một phiên. thì đây các bạn nhìn thấy phiên thứ tư là phiên ngày mai này, thì bắt đầu nó nó sẽ sẽ, sẽ là cái điểm cuối cùng của cái nhịp chặt này, tức là cái cái nhịp tăng sau đó thì nó bắt đầu nó mở ra những khách sạn rất là rộng thì đây sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta lên chú ý cái vùng mà chúng ta mở mua mà nó nó nó, nó ổn nhất, mở mua ổn nhất. Ví dụ anh chị cầm 30 tầm phần trăm tiền mặt thì chúng ta mua ở đây. Còn nếu anh chị nào mà cầm nhiều tiền mặt hơn, ví dụ chúng ta đang cầm tầm khoảng 70 80 hoặc tầm 90% tiền mặt thì chúng ta sẽ mua sớm hơn. Chúng ta sẽ mua sớm hơn. Cái vùng mà chúng ta sẽ mua sớm hơn là cái vùng giá 11 1165 nhé các anh chị. Đấy là tùy theo cái lượng tiền mặt anh chị đang cầm một chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua giải xuống xuống đến cái vùng giá một một và phải nhiều nhỉ một đúng không ạ một một là cái vùng mà tiếp theo chúng ta sẽ mua đến cái vùng này ok đây là toàn bộ những gì mà thủy vũ nói về cái thị trường chung anh chị xem nhớ cho thủy vũ một like một share nhé hoặc là anh chị nào mà xem sau thì nhớ để lại cho thủy vũ một comment để tăng lượng tương tác của thủy vũ thủy vũ cũng như là các anh chị lên thì điều đó sẽ giúp cho 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 YouTube nó đánh giá tốt hơn dành cho những cái livestream stream của thủy vũ nhé anh chị nhé và thêm nữa này thì nó cũng sẽ san sẻ những cái kinh nghiệm dành cho những anh chị đầu tư mới khác rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành thì đầu tiên là ngân hàng thì chúng ta có thể thấy là hôm nay thì Việt Vpbank là cổ phiếu mà đã tăng thì cổ phiếu này thì trong cái tuần vừa rồi thì mình cũng chia sẻ với anh chị đấy thì cái thông tin liên quan đến 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 bán vốn bán vốn cũng như là cái việc mà VPBank đã có một cái nền giá tích lũy khá là lâu rồi thì cái việc mà chúng ta tham gia VPBank thì nó cũng khá là, là là an toàn thôi thì đây là cổ phiếu mà trong cái trong cái phiên trong cái những cái bản tin tuần thì mình cũng dành cho quý chị nhà đầu tư bởi vì Bank thì bên mình tham gia khá là nhiều rồi à, mình nhớ là đầu tiên là về SHB này SHB là cổ phiếu mà ta tham gia đầu tiên này xong rồi đến lên Việt này xong rồi đến VIB này xong rồi đến đến đến, đến 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 BID này CTG đều khuyến nghị hết rồi nó thời khoảng thời gian nó khác nhau thôi nhưng mà mình khuyến nghị từ banh từ rất là là dài rồi và mình cũng nói luôn với anh chị là anh chị nào có thì anh chị chọn một cổ thôi anh chị chọn một cổ thôi bản thân mình thì chọn VIP này còn đâu những cổ phiếu khác thì mình đã 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 đã, 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 đã cho chốt chốt một phần lời được anh chị nhé. còn anh chị nào cầm dài hạn thì mình cũng đã khuyến nghị riêng rồi hiện tại BID thì mới là cổ phiếu mua gần đây nhất thôi còn là VPBank thì trong cái bản tin tuần thì mình cũng chia sẻ với anh chị về cái việc mà đây đây, những cái cổ phiếu mà chúng ta chú ý VB Bank bởi vì VB Bank thì nó có một cái nền giá khá là khá là dài đây chúng ta tham gia thì nó sẽ an toàn VB Bank Rồi, hôm nay thì VB Bank là cổ phiếu mà tăng khá là ổn này tiếp theo đó là STB đúng không bạn STB à Tiên Phong Bank chứ em Tiên Tiên Phong Bank thì sau một cái nhịp mà nó cả cái nhóm banh nó nó tăng thì còn này thì nó mới bắt đầu nó tăng Rồi. khi mà nó vượt lên trên cái vùng giá này thì chúng ta cũng nói chung là ổn cho việc nắm giữ đây là những cổ phiếu mà chúng ta vẫn nắm giữ thoải mái hay là SHB hôm nay cũng khá là ổn vẫn tiếp tục trên cái đà tăng thì mình vẫn chia sẻ các bạn về cái việc mà chúng ta giữ thì chúng ta cứ chặn lãi thôi chúng ta cứ chặn lãi thôi ví dụ bây giờ chúng ta sẽ chặn lãi lên cái vùng tầm khoảng 13.5 đối với cổ phiếu STB còn cái đích hướng tới của chúng ta vẫn là cái vùng giá tầm khoảng 15 hoặc là 14.5 15 thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ đối với cổ phiếu như này nhé Ok, đấy là về nhóm ngân hàng hay là thậm chí những cổ phiếu khác đấy. Ví dụ như các bạn giữ ACB đây thì nó cũng khá là ổn đấy, không có vấn đề gì có phải lo cả. Đấy, Vietcombank thì vẫn nói chung là nhóm banh thì nó vẫn còn trên, đà tăng này, hay thậm chí bít đấy. là nếu mà thị trường ta cần điểm thì chắc chắn nhóm banh vẫn là cái nhóm mà sẽ giúp cho thị trường ta tiếp tục tăng trong hai cái phiên tiếp theo trong những cái phiên mà cần đó phải sinh ấy, cần điểm ấy. còn về cái thị trường của ta có giảm sâu hay không thì mình đánh giá chưa các bạn nhé chưa có những nhịp giảm sâu đâu có điều chỉnh thì là những nhịp điều chỉnh ngắn hạn thôi. Và cái việc đấy thì chúng ta không nên bán hết cổ phiếu đi làm gì. Các bạn ví dụ các bạn có 20 30% cái sức mua thì các bạn cứ thoải mái để đón nhận cái những cái nhịp chỉnh như này. HD Bank cũng là cổ phiếu mà chúng ta giữ được. Các bạn nhìn nhóm bank thì nó khá là ổn Chẳng có vấn đề gì cả. Nhóm này mà nó chưa 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 chuyển xấu thì thị trường ta vẫn cứ khá là ổn. Chưa có những nhịp mà giảm sốc giảm sâu. Đây, MB cũng thế thôi. Mb chúng ta có hàng thì chúng ta khi mà giữ được vùng giá 18 thì chúng ta cứ thoải mái. Đấy. Cứ cầm mà giữ đấy. Ở Tây công banh thì ngày mai nó phải lấy lại cái vùng giá 33. 32.3 này thì nó mới ổn này. Tây công banh này thì không phải là cổ phiếu mà quá là khỏe trong nhịp vừa rồi. Nhưng mà trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay mà nó cần phải có thêm một phiên giao dịch nữa để nó khẳng định nó nhé tộc okay, chúng ta chuyển qua cái nhóm bất động sản thì uh, nhóm bất động sản là cái nhóm mà mình cũng uh, chia sẻ với anh chị nhiều rồi thì những cổ phiếu mà hôm nay vẫn tăng ví dụ đất xanh này thì hôm nay nó cũng có nhịp tăng nhưng mà không phải là một nhịp tăng quá lớn bởi vì đây là cái phiên tăng thứ tư của nó rồi, thứ năm của nó rồi. À thứ tư, thứ tư của nó rồi. Hay là đích cũng thế thôi. Đây là những cái nhịp mà nó 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 nó, nó kéo lên thì trong cái việc trong cái giai đoạn sau thì nó có rung lắc thì nó đều là bình thường các bạn ạ. Điều bình thường. Chúng ta cầm nếu mà chúng ta đang vẫn cứ cầm nắm cổ phiếu thì chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản trong cái nhịp rung lắc. Còn hiện tại thì nó vẫn không có vấn đề gì xấu ạ. À. Khi mà chúng ta mua đúng điện thì chúng ta thoải mái trong những cái nhịp này. Thì đây là hai cổ phiếu mà bên ITP, à, bên team của Thủy Vũ thì vẫn đang cho nắm giữ. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như DX này, 8,1% thì bên mình đã bán 1/2, 7,5% hôm qua. T cộng 2 về hai phiên làm 7,5%. ổn quá, tốt luôn còn gì. Nào đất xanh thì bên mình đang có 7 phần trăm lợi nhuận thì cổ phiếu này thì nhiều bạn thì muốn đánh ngắn hạn thì mình cũng nói luôn các bạn các bạn tốt một phần hai đi không vấn đề gì cả nhưng mà đừng bán hết cổ phiếu bất động sản tại vì cái biên của nó rất rất là rộng nếu mà chúng ta mà mà tỉnh táo chúng ta nhạy cảm với thị trường ấy, nhạy với thị trường ấy, các bạn có thể là đánh những nhịp nhỏ các bạn hoàn toàn có thể ăn được 5 phần trăm rất là đơn giản thôi. nhưng mà đừng bán hết nếu mà chúng ta bán hết là chúng ta khó khó đảo lắm đấy đấy là hai cổ phiếu bất động sản mà bên mình đang tham gia BCG thì mới tham gia T cộng và đang âm một cái nhịp là một phần trăm rồi thì đây là cổ phiếu mà mình khuyến nghị phiên thứ hai thì không vấn đề gì đâu nói chung là con này mà chưa mất cái vùng giá 9.9.9.5 9.5 thì chưa vấn đề gì chúng ta phải lo Bởi vì đây là một cái nhịp mà mình nói là phiên thứ hai thì mình khuyến nghị là toàn tên cộng hết để là anh chị làm gì đánh với một cái tỷ trọng nhỏ thôi đánh nhanh đánh nhỏ thôi sai thì cũng không mất bao nhiêu cả Ok thế về nhóm bất động sản thì hôm nay thì nhóm bất động sản thì nó vẫn có những cổ phiếu mà tăng rất là mạnh ví dụ HDC đây, đây là phiên tăng thứ tư của nó chúng ta khó mà có thể đuổi được những cổ phiếu này làm long cũng là cổ phiếu mà tăng tiếp đấy, nhóm bất động sản đấy các bạn những cái cổ phiếu này thì các bạn nắm giữ thôi nắm giữ thì nó dễ như vừa rồi mình có nói mua thì nó khó đấy nhưng mà nắm giữ thì nó dễ nắm giữ thì chúng ta chưa nhìn thấy xấu chưa nhìn thấy mất hỗ trợ thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ thôi ok đấy là về những cổ phiếu bất động sản còn nhóm bất động sản thì các bạn chú ý ví dụ sale thì nó vẫn là những cái thông tin đấy thôi Nói thật với các bạn là vẫn là cái thông tin đấy thôi tại vì ngày mai sẽ là cái ngày chốt quyền của nó thì hôm nay ai muốn bán thì người ta sẽ bán hết bán hết để không nhận quyền đâu. còn phiên giao dịch ngày mai thì nó sẽ sẽ, sẽ, sẽ có những cái nhịp rung lắc tiếp nhưng mà nó sẽ nhiều khả năng nó sẽ đỡ hơn các bạn nhé ngày mai thì cái vấn đề liên quan đến việc ví dụ những anh chị mà không muốn người ta mua mà người ta để lấy quyền ấy thì ngày mai thì người ta có thể là bán bớt ra để người ta dùng cái số tiền bán bớt để mua quyền, Đấy. người ta um, mua quyền mua quyền thế thôi đơn giản thế thôi thì uh, phiên giao dịch ngày mai thì mình đánh giá nó sẽ sẽ ít rung lắc hơn trong cái giai đoạn này, Ở đây, có thể là nó sẽ tiếp tục giảm thêm một nhịp nữa bạn nhé nhưng mà nó sẽ không 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 sốc như này đâu có thể giảm thêm một nhịp nữa sau đó nó cân bằng trở lại. Còn là uh, nhiều bạn hỏi thì ngày mai thì cổ phiếu này sẽ mở cửa giá nào thì uh, sáng nay mình có 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 tính là khi mà giá ở 21 à, 20.7 20.8 thì nó sẽ mở cửa vùng giá 15.4 nhé 15.4 đối với cổ phiếu sale này con này thì nói nhiều lắm rồi nói từ cái cây này trên này nói thật là nói từ cái trên cây trên này này rồi chúng ta điểm qua nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán thì uh, như mình chia sẻ với bạn rồi thì trong tầm khoảng gần một tháng giờ đây nhất thì mình không không có khuyến nghị mọi người tham gia chứng khoán các bạn nào có các bạn cứ nắm giữ thôi giống như kiểu SI bên mình này. có thì cứ nắm giữ thôi chả vấn đề gì cả lợi nhuận quá là cao rồi bây giờ mua thì nó không không khó không còn nhiều dư địa này là chúng ta thôi chúng ta bỏ tăng quá rồi thì dư địa nó không còn nhiều thì thôi chúng ta chuyển sang nhóm mình khác các bạn nào còn các bạn cứ giữ thì nhóm này thì ví dụ như bản thân mình thì giữ HCM này vẫn giữ HCM này nhưng mình không khuyến khích nghị mọi người mua thêm đâu để chạm những cái cản dài hạn này rồi chúng ta rất là khó này chúng ta có những biên lợi nhuận đột biến đó Khó mà có những nhiều loại này hay là S S đại như thôi cũng gần cái vùng 30 31 thì thôi chúng ta cũng thế nào đối với mình thế là ổn lắm bốn mấy phần trăm này. anh chị cứ giữ thôi nắm giữ thôi bởi vì bây giờ nhóm này mà thị trường ta mà có rung lắc thì nhóm này sẽ là cái nhóm mà rung lắc mạnh nhất bởi vì ai có lợi nhuận lợi cao là được khác thì chúng ta sẽ có những xu hướng mà nó dùng năng mạnh rồi ok đấy là về nhóm 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 liên quan đến uh, chứng khoán này Ở dầu khí thì hôm nay thì trong phiên sáng thì nó cũng khá là ổn nhưng mà đến phiên chiều thì nó cũng hơi giảm độ cao một chút thì những cái cổ phiếu mà nó có biến động mạnh ví dụ như là PVB thì phiên sáng thì tăng đến hơn ba thì phiên chiều thì nó rụt như này thì nó cũng hơi yếu nhá các bạn hơi yếu hay thậm chí PVS PVD cũng thế nó đều là những nhịp mà rụt xuống, còn đâu thì bị dụ BR thì nó cứ thế nó đi thôi, nó cứ đi từ từ đây BR hay oi các bạn cứ nhìn thấy cái kiểu tạo lề như này thì, thì cũng mất thời gian đấy, nói chung là cũng mất thời gian đấy, không vội được. đáng nghe hôm nay mà nếu mà nhóm dầu khí đi được thì ổn, thì chúng ta có một cái 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 nhịp nhịp ngắn hạn của dầu khí nhưng mà đến cuối phiên thì nó cũng bị rụt thế nào khả năng là sẽ tiếp tục tích lũy thôi có bán lẻ thì cũng không có gì nói chung là hôm nay bán lẻ cũng không có gì ngoại trừ ví dụ như là mpqg tiếp tục chỉnh này hay là DG cũng tiếp tục chỉnh này FRT thì cũng có chỉnh này thì đây là cái nhóm mà nó cũng chúng ta canh chúng ta mua được chúng ta canh chúng ta mua thôi, canh về điều chỉnh thêm chúng ta mua thôi, à, thủy sản thì cũng tương tự thôi Hôm qua tăng khá là ổn thì hôm nay cũng đang có những dấu hiệu mà chốt lời, tức là bây giờ thì uh, dòng tiền thì cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó sẽ sẽ giúp ích cho cái 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 giai đoạn đáo hạn phí sinh này, chứ còn là những cái cổ phiếu mà nó nhỏ thì nó sẽ hơi ít sóng. Ok, đến cái nhóm xây dựng thì uh, hiện tại thì team của mình thì vẫn đang chỉ tập trung vào VCG thôi, C4G cũng là cổ phiếu mà vẫn đang nắm giữ nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thấy này, nếu như mà C4G có cái dấu hiệu mất cái vùng giá 14.1 thì mình cũng sẽ bán cổ phiếu này nếu mà mất cái vùng giá 14.1 nhá thì mình cũng sẽ bán. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn cứ đang tích lũy thì nó chưa có vấn đề gì cả. Còn à bây giờ vẫn là câu chuyện liên quan đến Long Thành thôi. Thì à, mình thì vẫn cho anh em ở trong team giữ cổ phiếu um, VCG. Vẫn giữ ạ. Vẫn giữ cổ phiếu này. À, lý do thì à, mình thì mình vẫn có một cái một góc nhìn liên quan đến cái việc mà nếu mà VCG trúng thầu cái gói um, 5.10 35.000 tỷ của sân bay Long Thành ấy, thì nó sẽ có một cái nhịp nữa, một cái nhịp đi nữa. À, có thể là lên cái vùng giá tầm khoảng hai năm hai sáu hai bảy nói quanh vùng đấy nhưng mà đấy cái nhịp mà khi mà tin ra thì mình sẽ không mua nữa đâu bây giờ thì mình vẫn đang nằm đợi thôi đã xong đùa đầy đủ rồi lợi nhuận cũng đang khá là tốt ngay cái giai đoạn đằng dưới thôi bây giờ chỉ là chờ tin ra để mà tất toán thôi đấy là về cái nhóm này còn à, với ctd thì hay là hbc thì các bạn chú ý nếu mà những cái thông tin mà nó không ủng hộ đấy, thì những cổ phiếu này sẽ, sẽ, sẽ có những đà giảm có những đa dạng còn này, nhóm này thì bây giờ thì các cái nhóm các cái cổ phiếu khác thì cũng cũng không phải là một cái nhịp mà khả năng có đột biến cao thì hơi khó những cổ phiếu mà các bạn ví dụ HHV thì các bạn nhìn thấy cái giai đoạn mà nó chạm cái vùng cạn này thì khó có đột biến đó. nó phải cần phải có một những cái nhịp mà tích lũy rất là dài thì nó mới 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 có đột biến được hay là thậm chí là ví dụ như Lico Lizen này các bạn nhìn thấy này khi mà chạm đến cái vùng này các bạn nhìn thấy đến 2 4 6 6 7 tuần nay rồi nó vẫn cứ nằm đây. là về HV thì các bạn chú ý là mình thì mình đánh giá là khó có đột biến. Mình thì mình vẫn giữ C4G tại vì cái dư địa thì nó còn một đoạn nữa thì kỳ vọng là nó sẽ còn tăng đấy, nhưng mà nếu mà mất cái vùng giá 14 thì cũng cũng có thể là lên ra thôi. Ok. Hôm nay thì G36 thì cũng có một cây tăng 4%. Có thời điểm nó tăng đến 11. rồi các nhóm khác thì chắc là cũng không có cái gì mà đáng là quan tâm cả nhóm dược hay nhóm điện nước nhóm điện nước thì hôm nay có tv 2 thì cũng uh, có một cái uh, tiếp tục tăng thì đây là cổ phiếu mà hình như có mỗi cổ phiếu này tăng thôi chứ còn bọn khác thì nó cũng đang rất là giật dẹo. đang rất là giật dẻo đang tích lũy nó chỉnh trước nó đang tích lũy lại thì cái khả năng mà nếu mà thị trường chỉnh thì cái nhóm này nó chỉnh mạnh thì cũng không có đâu bởi vì nó chỉnh trước rồi nên là nếu mà chúng ta vẫn cứ nắm những cổ phiếu này thì mình đánh giá là kể cả thị trường có chỉnh Uh, chỉnh chỉnh mạnh ấy, thì nhóm này thì nó cũng không phải là cái nhóm mà nó sẽ chỉnh mạnh được nhưng mà cầm nhóm này thì nó sẽ hơi uh, cần phải có thời gian đúng không ạ cần phải có thêm nhiều thời gian OK đấy là chúng ta đã đi qua các cái cổ các cái nhóm ngành mà lớn của thị trường thì uh, hôm nay thì uh, à, khu công nghiệp hình như mình chưa đi đúng không khu công nghiệp thì còn cái những cái cổ phiếu nào thì cái nhóm này thì mình cũng không có nhiều cổ phiếu đâu mình chỉ tham gia hình như mình quan tâm mỗi cổ phiếu tiếp thôi thì giai đoạn này thì tiếp thì còn còn khả năng là sẽ 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 test lại mà đi được chứ còn những cổ phiếu khác thì nó đi trước rồi khó mà để tham gia thì ví dụ KBC thì mình cũng khuyến nghị anh chị là cái giai đoạn mà nó chạm cái vùng 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 cạn dài hạn này nó mất nhiều thời gian lắm mất rất nhiều rất nhiều thời gian nên là anh chị nào mà cầm nắm thì ok chứ còn mua thì mình mua mới thì mình không đánh giá những cái nhóm này mà nó có nhiều cái đột biến IDC cũng thêm tương tự Rồi GBR cũng thế ok Đấy, Chúng ta cũng uh, có 30 phút để các bạn uh, cùng với Thủy Vũ dạo qua thị trường thì cái uh, những cái vấn đề liên quan thị trường chung thì mình đã chia sẻ ở cái phần đầu còn cái cổ phiếu thì mình cũng uh, đã chia sẻ anh chị vào cái phần uh, đằng sau này thì uh, mình cũng xin phép được uh, kết thúc cái buổi cái bản tin ngắn ở đây tầm khoảng 30 phút nữa thì anh chị nào mà xem thì mọi người để lại cho mình một like hoặc là một cái comment ở bên dưới thì để động viên tinh thần còn là đây sẽ không phải là một cái phiên livestream các bạn nhé nhà mình đóng lại nhắn lại mình cũng có một cái chút việc bận vào lúc 8 giờ nên là sẽ có một cái bản tin sớm thì bây giờ các bạn nhìn thấy là 6 giờ 34 phút đấy bây giờ mình sẽ làm xong và sẽ có một cái chút công việc thì mình sẽ phép được gặp lại các quý anh chị nhà đầu tư vào trong cái buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại với cái lịch là 8 giờ 15 và sẽ có những cái những cái câu trả lời trực tiếp ở trong phiên còn là bây giờ thì mình xin phép được hẹn gặp lại quý chị học tư vào, vào 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 tối ngày mai à, xin chào và hẹn gặp lại